Những kẻ đã hoang tưởng càng hoang tưởng hơn, được biết, do cơ hội chính trị, vụ lợi bùi tiến lợi đã bị những thế lực thù địch lợi dụng dụ dỗ, kích động nên đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, biến chất. Thời gian qua bùi tiến lợi thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, những thông tin xấu, độc hại gây bức xúc trong dư luận xã hội. Mặc dù đã được cơ quan nhắc nhở nhưng lợi không những không sửa chữa mà còn tăng cường sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin xuyên tạc. Xúc phạm đến cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, do đó Bùi Tiến Lợi đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Ngày 20 tháng 11 năm 2024 vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi sinh năm 1969 thường trú tại thành phố Thủ Dầu một tỉnh Bình Dương về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhân việc này, cảnh chân một trong những kẻ cơ hội. Vụ lợi, bất mãn cá nhân theo đuôi các thế lực phản động cũng thường xuyên xuyên tạc, bị đặt chống phá nhà nước không khác gì bùi tiến lợi lại lưu loa với bài, bắt bùi tiến lợi có hại cho đảng có lợi cho dân, rồi thì, việc bắt giam ông bùi tiến lợi thì lại càng như đổ dầu vào lửa giả sử việt nam âm thầm cho ông lợi về vườn yêu cầu ông lợi không dùng facebook và mạng xã hội rồi để mọi chuyện im lặng trôi qua thì chẳng ai biết ông lợi là ai đằng này lại cố làm lớn chuyện để rồi người dân nhìn vô thì thấy rõ bộ mặt thật của đảng cống sản việt nam dù rằng cũng còn nhiều người cố gắng níu kéo chút niềm tin vào những lời hứa những cam kết trên trời của các lãnh đạo hiện nay một phần cũng vì họ không dám nhìn vào sự thật để rồi bị thất vọng về thứ chủ nghĩa hoang tưởng mà cha ông họ đã từng theo đuổi Trước hết, riêng cái tiêu đề bài báo này cũng đã thấy cảnh chân dơ ra cái mẻ vênh vào vô lối. Thực tiễn cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng gắn liền với chống tham nhũng, tiêu cực trong đó có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã có tác động tích cực góp phần làm cho tổ chức chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế bắt những kẻ như bùi tiến lợi phải chịu trách nhiệm pháp luật không những có lợi cho dân và có lợi cho đảng điều đó cần được phát huy tích cực hơn nữa càng phải công khai để cảnh tỉnh cho những kẻ có mưu đồ chống phá và sẽ càng thu hút sự quan tâm hưởng ứng tin tưởng của toàn xã hội cũng từ đó dư luận càng nhận rõ tính ưu việt của chế độ ta càng rõ hơn bộ mặt thật phản quốc chống phá đảng nhà nước chế độ chứ không phải ai khác sự thật những kẻ như bùi tiến lợi là những kẻ chuyên xuyên tạc bịa đặt vu cáo chứ không phải người dám nói lên sự thật như cảnh chân nói cảnh chân và bùi tiến lợi không khác gì nhau chúng cùng một dục ngưu tìm ngưu mã tìm mã có lẽ chỉ có những kẻ như cảnh chân bùi tiến lợi mới là những kẻ hoang tưởng về một thứ ảo tưởng bánh vẽ phương tây nào đó mà quay lưng chống phá đất nước như vậy chúng đã hoang tưởng lại càng hoang tưởng hơn